Tối qua 3 tháng 12 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và tổ chức UNESCO đã tổ chức lễ vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương, một danh nhân văn hóa mang tầm vóc nhân loại, là nhà thơ mang tầm vóc một thị hào. Tham dự lễ vinh danh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao UNESCO đã rất chính xác khi trao sứ mệnh vinh quang cho nữ sĩ Hồ Xuân Hương, sứ mệnh truyền cảm hứng và lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến mọi người trên thế giới. Tự hào tôn vinh những cống hiến to lớn của bà đối với văn hóa Việt Nam và văn hóa nhân loại, Chủ tịch nước cho rằng đó cũng là để tìm trong di sản của bà những kinh nghiệm và bài học quý báu cho sự phát triển của địa phương và đất nước trong tương lai. Chúng ta tôn vinh nữ sĩ Hồ Xuân Hương chính là tôn vinh phẩm hạnh và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Việc UNESCO tôn vinh những giá trị và ý nghĩa nhân văn cao đẹp trường tồn trong tư tưởng nhân cách Hồ Xuân Hương cũng chính là tôn vinh nét đẹp trong tâm hồn, trí tuệ, nhân văn bác ái của con người Việt Nam. Điều này thêm lần nữa khẳng định những giá trị tốt đẹp trong cốt cách con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam đã và đang hòa chung dòng chảy văn hóa nhân loại, cũng như làm giàu hơn, phong phú hơn cho văn hóa thế giới. Sau khi trao nghị quyết cho Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và tỉnh Nghệ An, phát biểu tại lễ vinh danh và kỷ niệm, ông Christian Manhart, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, hồ sơ đề nghị của Việt Nam đã được nhiều quốc gia thành viên ủng hộ và đã thuyết phục được 193 thành viên của UNESCO.